Bây giờ cái ruột bưởi thì mình ăn, cái vỏ bưởi thì mình làm. Đỏ muối bự bự cái này tại mới bẻ nó vậy, chứ để bữa hay bữa nữa cái ruột trong này nó mới đỏ. Muốn làm cái mứt vỏ bưởi á, thì phải tìm một cái trái bưởi mà vỏ nó dày á, càng dày á, thì cái thịt nó mình làm nó sẽ càng ngon hơn, phải không? Bữa mình hôm mới hái mà vườn vô là nó cái vỏ nó hơi dày, mình để từ từ nó cái vỏ nó mới sọp lại. Mình làm mứt vỏ bưởi nè. Bây giờ mình trước tiên là mình có bưởi thì có rồi. Bây giờ là nửa ký lô muối, mình đổ vô cho khoảng 5 lít nước. Mình đổ muối vô, nửa ký muối nha. Nửa ký muối cục. Phải đều nó lên cho nó tan muối nha. Mình gọt cái này là mình gọt cái phần xanh ra bỏ thôi nha. Gọt cái vỏ xanh này bỏ này. Bữa này công dụng là mình đem về rồi hành chưng xong rồi á, lấy cái thịt ăn nè, còn cái vỏ thì mình sẽ làm mứt vỏ bưởi để làm quà Tết á, cũng rất là ngon mà bây giờ cũng ít có ai bán lắm. Này là mình bỏ cái vỏ xanh thôi, mình lấy cái vỏ trắng này ha. Nhớ là mấy cái xanh xanh này là mình gọt bỏ nè, lấy phần trắng trong thôi. Vừa ngồi lột vừa ăn luôn. Mình cắt cho nó đẹp ha. Cái đẹp mình cắt cái gì mình bỏ đi, cắt cái đầu mình bỏ luôn, mới cắt mình lấy nè. Nhớ là cắt miếng vừa vừa vậy thôi, chứ đừng có bự quá, mình đừng có nhỏ quá. Xong cái mình bỏ vô thau nước muối nãy đó mình ngâm. Xong rồi mình đổ vô đây là ngâm muối. Trong lúc vừa sắc á, là mấy bạn vừa ngâm luôn, để một lát nữa mình bóp cho ra cái chất đắng á. Giờ là mình ngâm nước muối nãy giờ nè, nó thấm nước muối vô rồi mình bóp bóp cho nó ra cái chất nhẵn á. Rồi xả thêm nước. Đó, mình bóp cho nó ra cái chất nhẵn, mình xả nó chừng 3-4 lần vậy đó cho nó hết cái chất nhẵn. Cái dĩa đằng đó là mình đem đi chấm muối ớt nha mấy bạn. Bóp mình rút ra nước muối vô ra hết mấy cái nhẵn. Muối không được, muối rồi mình dắt khô và đổ vào đây, mình xả nước lạnh lại.
vỏ bưởi đỏ có cái màu hồng hồng. Muối xong rồi đem lên bóp thêm nước nè, bóp nước mình rửa nó xả nó ra. Này mình bóp xong mình chưa có hết nhẵn đâu, mình giờ mình đem vô mình nấu với nước phèn chua nè. Không, giờ mình đem vô bắt bếp lên mình nấu. Bắt bếp lên ha, mình đổ 2 lít nước vô. Cả một cục phèn cỡ bé lớn gì là được. Bỏ vô. Cái này khi mình vắt nước xong là còn khoảng là 2 kg. Anh dùng quay chưa? Mình vắt nước xong đó là còn có 2 kg rưỡi vỏ bưởi nha. 2 kg hoặc 2 kg rưỡi là mình sẽ dùng nước và phèn như liều lượng này. 2 lít nước và cục phèn cỡ lớn hơn ngón tay cái. Rồi mình nấu. Rồi. Bây giờ sau khi mình đã nấu nước nó đã sôi rồi, mình đổ cái vỏ một phần vỏ bưởi này vô. Đổ phần vỏ bưởi vô mình nấu là 10 phút nha. Nấu 10 phút. Đó, mình đổ vô mình trộn cho đều lên mình nấu 10 phút. Mình hút cho nó rút mấy cái nước phèn vô đó. Nó nhả mấy cái nhẫn ra. Mình nấu 10 phút và nước nóng quá. Khi mình nấu 10 phút phèn rồi, giờ mình đổ ra nước, mình xả là tiếp. Có nhiều vô nè. Mình bóp mình vắt 2 lần, xả 2 lần á. Cho nó ra hết cái chất nhẵn đó. Vắt cho khô. Cái vỏ bưởi ruột đỏ này làm cái màu chắc hồng hồng đẹp ha. Mình khỏi cái màu luôn á. Còn mình làm bưởi trắng á thì cái màu nó sẽ màu trắng không. Bóp vắt là thiệt là khô, vắt lại 2 nước nữa mới được. Xả 2 nước là được rồi. Bây giờ mình sẽ cân và mình sẽ trừ 2 cái cân nè. Các bạn thấy cái cân của mình á là trừ 2 cái thao 300 g. Rồi hốt hết cái đó lên cân coi. Ồ, mình cân là 1,6 kg mà vắt xong rồi nè. Có nghĩa là vắt xong rồi. Bây giờ 1,6 kg mình bỏ vô là nãy em trừ hao thao 300 g là còn lại 1,3 kg. 1,3 kg mà mình vắt cho thiệt là khô, miễn sao mình nếm cái miếng này nè. Mình cắn rồi mình thử mình nhai nó không còn nhẵn nữa đó. Là thành công. Còn nếu mà còn nhẵn thì mình cứ vắt nước tiếp ha. Ừ. Ý là mình phải để 1 kg lưu đường. Đó. Ký đường. Giờ mình nấu nước ấm nè. Lít nước ấm nha, đặng mình bỏ đường vô mình quậy cho đường nó tan đường, nó dễ tan đường. Đường đó. Đặng khi mình đổ cái vỏ bưởi này vô đây nè, nó rút vô liền. Quậy cho nó tan hết đường ha. Đó, mình mới đổ vỏ bưởi này vô. Thả vô đây mình ngâm. Này
mình đổ vô đây nè, mình ngâm nước đường này nè cỡ 15 tiếng trở lên rồi mình mới đem đi đi ngào nha. Đó, nó rút mấy cái nước đường này vô rồi trộn đều lên, ngâm 15 giờ đồng hồ. Nếu như mà mấy bạn nào không có thời gian á, là mà không chịu ngâm nước đường trong 15 giờ trở lên á, thì sẽ không làm được cái món này nha. Mấy bạn lưu ý đặc biệt là phải ngâm 15 giờ. Bữa nó trổ cái màu đẹp ha. Ngâm. Bây giờ là 15 giờ nè. Mình ngâm nước đường là 15 tiếng rồi đó. Lên mình đổ miếng nước, thêm nửa ký lô đường nữa. Cái này là thêm 500 gram đường nữa ha. Là nửa ký đó. Nấu cho tan ra. Giờ đường sôi rồi mình đổ này vô. Trang đều ra, nấu cho nó sắc cạn lại. Trong cái thời gian mà chưa có khô còn nước này á, thì mình để được, không cần phải xào nhiều đâu, cỡ cho 5 phút rồi lại xào cho nó đều lên thôi à. Bây giờ sôi cạn rồi mình cho hai ống con niêm vô nha. Nó thơm lắm. Nghĩa là sau khi thấy nó cạn khô rồi mình sẽ cho thêm hai ống vani. Các bạn dùng vani nước cũng được. Trộn đều nó lên. Lúc này mình sẽ xào nha. Nếu mà không xào là bị khét á. Mình xào để lửa nhỏ một chút. Cho vani vào với cái mùi rất là thơm. Nhìn đại khái giống như kẹo dẻo vậy. Lúc này là mình xào giống như là đậu xào đậu đường vậy đó. À, mấy bạn thấy nó bông khô đường ở trên hai cái vách chảo nè ha. Cái này lúc này nó đã trắng rồi là được rồi ha. Mình dặn bếp thật là nhỏ, mình không cho nó khô thôi. Nếu như mà trời có nắng thì mấy bạn đem ra phơi sơ nó cũng được. Này là mình hoàn thành rồi nè. Nhưng mà lưu ý nhớ là để cỡ một tuần lễ hoặc 10 ngày mình ăn nó mới ngon, chứ để mình mới làm ra ăn nó chưa có ngon. Đó, cái đó là mấy bạn nhớ lưu ý nha. Phải để cho cỡ một tuần lễ thì nó mới dẻo, mình lại ăn nó bùi bùi rất là ngon. Còn mình mới làm gì là nó chưa có ngon đâu. Nếu như mà thời tiết mà có nắng đó thì mấy bạn sẽ hong sơ cũng được, mà không hong cũng được, mình cứ để đi không sao hết trơn á. Mình sẽ cho vào trong cái hũ thì từ từ nó sẽ dẻo và cỡ 3 ngày nó mới có bông cái đường và cứng lại ha. À, nếu như có điều kiện á, thì các bạn nên phơi một nắng và sau 3 ngày thì mấy bạn sẽ có một cái thành phẩm rất là ngon, dẻo, tuyệt vời.
rất là dẻo và bùi luôn.